Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bảng. Trong giới buồn gỗ Việt Nam thì Hải Quê là một cái tên không quá xa lạ bởi người này được xem như là ông trùm của những ông trùm thao túng khu vực Hà Tĩnh, miền Trung và cả bên Lào. Để biết rõ hơn về chân dung ông trùm này, xin mời quý vị đón xem. Chân dung, ông trùm gỗ Hải Quê, khét tiếng nhất đất Hà Tĩnh. Giàu lên từ rừng, Hải là người đầu tiên ở Hương Sơn đi rừng bằng một chiếc xe tỉ mấy hiệu Land Cruiser cáo cạnh. Trước Tết Nguyên đán, bạn hàng bên Lào yêu cầu Hải nộp một lúc 18 tỷ đồng tiền hàng. Chỉ vài ngày sau, Hải đã trông đủ tiền. Trong một cuộc họp với lãnh đạo huyện Hương Sơn vào gần cuối năm 2005, ông Phan Văn Đường, trường phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, đã thẳng thắn đưa ra con số cảnh báo. Mỗi năm, chỉ tiêu khai thác vào khoảng 10.000 mét khối nhưng có ít nhất 10.000 mét khối gỗ đã bị khai thác vì kỹ thuật, cộng với ít nhất 10.000 mét khối gỗ khác bị khai thác lậu cơ sở để ông trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra dự báo dựa trên phép cộng số xưởng xẻ gỗ tồn tại bất hợp pháp cùng với số gỗ lậu bị kiểm lâm bắt giữ xử lý trên địa bàn. Dù phát biểu của ông Đường được lãnh đạo địa phương xem là quá mạnh miệng, thực trạng đưa ra là quá bi quan thì nó cũng chỉ mới phản ánh đúng một phần rất nhỏ so với thực tế khổng lồ. Bởi lẽ 10 vụ lâm tặc, may ra kiểm lâm huyện mới có thể phát hiện và bắt giữ được một vụ. Ông Đường bảo Lượng gỗ trong xưởng cưa thì khó gì mà tính không ra. Cứ lấy số máy nhân công suất, nhân số giờ lao động là ra ngay số gỗ. Tuy vậy, 60 xưởng ông chỉ tính có 20. Mỗi ngày cưa sẻ liên tục 8 đến 10 tiếng ông chỉ thận trọng tính có 4 tiếng. Như vậy, số gỗ lậu thực tế đã chảy máu khỏi rừng. Chắc chắn phải gấp từ 6 đến 10 lần con số bi quạt mà ông trưởng phòng đã nêu rẻ rặt. Nghĩa là lên tới 60.000 đến 100.000 mét khối gỗ mỗi năm. Năm 2006, Toàn bộ số gỗ lậu này cùng với lượng gỗ hợp pháp được khai thác theo đúng chỉ tiêu đều được bao tiêu bởi một ông trùm duy nhất, Hải Quê, tên thật là Nguyễn Thanh Hải, chủ doanh nghiệp Kim Thành ở thị trấn Sơn Tây, còn gọi là thị trấn Trung Tâm. Ông Nguyễn Bá Quế, bà Đoàn Thị Quê, bố mẹ Hải trước đều là nhân viên của Lâm Trường Hương Sơn. Ông Quế làm thợ mộc còn bà Quê làm cấp dưỡng. Hải sinh năm 1968 là con út trong gia đình có bốn anh em, gồm Minh, Thiền, Thương, Hải sau tên chính đều đệm thêm chữ quê, như cách gọi kèm tên mẹ sau tên con của người Hà Tĩnh. Khởi nghiệp hải quê cũng chỉ là một tiểu lâm tặc, thỉnh thoảng đút cho kiểm lâm chai rượu chanh, mấy gói thuốc lá để có thể ăn vặt được vài lóng gỗ. Lúc đó gần như toàn bộ nguồn lợi gỗ rừng đều đang bị thao túng bởi một tay ông trùm, Hùng Bút. Hùng nguyên là công nhân, rồi cán bộ tiếp liệu lâm trường Hương Sơn, những năm 80 của thế kỷ trước. Vị trí này giúp anh ta giành rẽ gỗ lạt và quen biết hầu hết đội ngũ cán bộ các cấp các ngành có liên quan đến rừng. Khoảng năm 1990, Hùng thôi việc nhà nước, thành lập một xưởng chế biến gỗ và nhanh chóng trở thành một đầu nậu đầy quyền lực, đánh giạt các đối thủ cạnh tranh, đập chiếm nguồn gỗ lậu ngày càng bị khai thác trái phép ồ ạt ở Hương Sơn. Hùng bút giáo lên rất nhanh và quyền lực cũng phát triển rất nhanh. Vào thời điểm đó, cán bộ hoặc một số cơ quan ban ngành trong huyện muốn có ít gỗ làm nhà hay sửa chữa trụ sở hoặc đơn giản hơn nữa là dùng gỗ như một thứ hàng hóa đối lưu để cải thiện đời sống chỉ cần bán tiếng nhờ hùng bút một cầu là xong ngay người cần gỗ chỉ cần làm đơn xin gỗ gửi chủ rừng là lâm trường hương sơn ngầm hiểu số gỗ xin cho này người đứng ra khai thác là hùng bút giấy phép khai thác sẽ dễ dàng có được chữ ký phê duyệt của cán bộ huyện người làm đơn chỉ việc giao giấy tờ cấp phép này cho hùng bút là nhận được tiền tươi phó mặc cho việc tổ chức khai thác sau đó của hùng kệ anh ta làm gì thì làm. cố nhiên lượng cố khai thác sau đó sẽ được hùng tăng gấp nhiều lần so với giấy phép, mà hầu như không gặp bất kỳ một trở ngại nào. đối với hùng bút thì lực lượng kiểm lâm, cảnh sát kinh tế tỉnh hầu như đều là người nhà cả. hùng giao du rộng và có tiếng nói có trọng lượng đến mức đã có khi một vài cán bộ huyện phải nhờ cậy đến anh ta để xin cho em mình được nhận vào biên chế của một số đơn vị nhà nước. tất nhiên người ta nhờ là hùng làm và đã làm là chắc thắng công việc làm ăn bùm ra mạnh một mình không làm xuể hùng bút phải tìm thêm trợ thủ hải quê được chấm bởi ngược hẳn với hùng bút mồm miệng luôn bồ bồ rượu vào là nói năng văng mạng hải cũng là một tay am tường gỗ lạt nhưng rất kín kẽ hầu như không chơi bời ăn nhậu gì với ai hơn thế nữa hải là một trợ thủ vừa khôn ngoan vừa siêng năng hiếm thấy không ăn chơi giao dù rất ít nhưng hải quê lại là một tay làm ăn cực kỳ biết điều Lễ Tết anh ta không bao giờ quên cắp chai rượu tu thuốc đến tận nhà thăm chú này, anh nọ, dù mức độ quen biết là thân hay sơ. Có khi bị trả lại quà, bị mắng vào mặt, hai vẫn không tỏ ra phật ý, vẫn lễ phép tra hỏi xin phép trước khi ra về và đến kỳ sau lại thăm viếng tiếp. Cán bộ huyện quen biết sắp sửa đi họp hành hay có con cái sắp đi học xa. Thế nào, hai cũng tìm đến biếu, mừng tuổi ít tiền đi đường gọi là thậm chí với đội ngũ lính trơn như mấy anh kiểm lâm ở các trạm cửa rừng anh dân quân xã hải cũng khá hào phóng họ xin điếu thuốc thì hải để lại cho cả bao họ chưa đến kỳ lường thì hải rúi cho mấy ngàn tiêu vặt trong khi hải quê âm thầm củng cố thế lực và mở rộng mối mạnh thì hung bút lại khá xa đà với việc ăn nhậu và cờ bạc rượu vào ngà ngà là anh ta lại nói năng văng mạng chẳng kiêng để gì người bị buộc phải nghe trong sới bạc hải chỉ từ thua đến thua mất 50 triệu đồng. Với một ông trùm gỗ lậu có lẽ không phải là điều lớn lắm. Nhưng máu ăn thua cay cú trên chiếu bạc đã khiến Hùng không nhận ra một điều nguy hiểm. Quyền lực gỗ lậu đang từ từ tuột khỏi tay anh ta và dần dần bị hải quê thâu tóm. Đến khoảng năm 1998, Hùng gần như bị hải hất cẳng. Không có chiến tranh, bị đệ tử xoán ngồi, Hùng bút âm thầm cam chịu lùi về sau, Nhưng sân khấu thu mùa buôn bán gỗ ở Hương Sơn cho một mình hải quê độc diễn. Đầu tháng 3 năm 2006, khi chúng tôi tìm về Hương Sơn để thực hiện loạt phóng sự điều tra này, Hùng Bút đã khá an phận với vai trò một ông chủ nhỏ, nhận khoán đất rừng để làm trang trại và trồng rừng ở xã Sơn Tây. Nhờ phá rừng, buôn gỗ lậu, Hải quê giàu lên rất nhanh. Với vị thế là ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến lâm sản Kim Thành, Hải là người đầu tiên ở Hương Sơn đi rừng bằng một chiếc xe tỉ mấy hiệu Land Cruiser cáo cạnh hai con tàu một đội xe tải chuyên chở cao lanh thuê cho Lào. Ngoài phá rừng Hương Sơn, hai còn là một trong những đầu nậu lớn nhất thâu tóm nguồn gỗ lạt có xuất xứ từ rừng Lào được nhập về hợp pháp. Khả năng tài chính của Hải mạnh đến nỗi, trước Tết Nguyên đán, bạn hàng bên Lào yêu cầu Hải nộp một lúc 18 tỷ đồng tiền hàng. Chỉ vài ngày sau, Hải quê đã huy động đủ số tiền mặt khổng lồ này. Một vị cán bộ Hương Sơn bỉa mai, có khi nó còn nhiều tiền hơn cả ngân hàng đấy chứ một vị cán bộ huyện từng quyền Hải, chú giờ cũng đã đủ giàu rồi, thôi đừng phá rừng nữa. Câu trả lời của anh ta chính là một sự thừa nhận không giấu diếm. Trong tay tôi giờ cũng có 50-60 tỷ đồng, ngồi không mà hưởng vợ con vẫn sướng, nhưng tôi thích làm. Trong nhiều năm qua, tệ nạn nghiện và buôn bán hero đã len lỏi về tận Hương Sơn, trong đó có thị trấn Tây Sơn, nơi Hải cư trú và được xem như một điểm nóng. Một phần trong kế hoạch củng cố quyền lực và mua chuộc kiểm lâm để buôn gỗ lậu của Hải quê cũng liên quan đến nạn hút này. Bản thân Hải cũng nghiện nặng. Có người bảo Hải hút hết 700.000 đồng mỗi ngày. Có người khẳng định là không dưới 2 triệu đồng mỗi ngày. Quen biết rất đông nhân viên các trạm kiểm lâm, đặc biệt là nhân viên các trạm cửa rừng. Hải thường không phủ nhận việc bản thân bị nghiện và luôn sẵn lòng cho những kẻ tò mò thử tí cho biết. Khi những kẻ dại dột đã nghiện, Hải thường hào phóng chia tay với họ trong cơn vật vã. Đổi lại, barrier các trạm cửa rừng dễ dàng được nhấc lên cho xe gỗ lậu của Hải bỏ qua. Nhiều người dân trong đó có cả một số nhân viên kiểm lâm khẳng định. Chẳng khó gì, cứ đem toàn bộ nhân viên kiểm lâm các trạm cửa rừng đi thử nước tiểu là biết ngay anh nào nghiện. Không hiếm đâu, số này Hải quê bỏ họ làm gì họ cũng nghe hết, nếu không là vã lòi mắt. Cuối năm 2005, cử tri các xã Sơn Hồng, Sơn Lý đã bày tỏ nỗi bức xúc vì có tới hàng chục chuyến gỗ lậu đã được lâm tạc ngang nhiên đưa ra khỏi rừng. Chuyến nào cũng bảo là gỗ của hải quê và đi chót lọt. Thực chất, kẻ trực tiếp thu mua gỗ lậu này là một đầu nậu tên Hoàn, sau đó Hoàn bán lại cho hải quê. Ủy ban nhân dân huyện đã điều động một lực lượng khá mạnh, huy động cả công an huyện vào cuộc kiểm tra tổ chức vây giáp bắt gỗ. Trước tên Nguyên đán vừa qua, Kiểm Lâm huyện đã bắt giữ được cả xe lẫn một chuyến gỗ 10 mét khối đang vận chuyển từ xã Sơn Hồng ra xã Sơn Lý. Lập tức, ông trùm hải quê xuất hiện. Không xin rõ, hai nói thẳng với nhân viên kiểm lâm có mặt. Tha đi, tôi cho 10 triệu. Việc đưa và nhận tiền diễn ra như thế nào không rõ, nhưng cách xử lý sau đó của lực lượng kiểm lâm thì hết sức khả nghi. Chuyến gỗ lậu không bị lập biên bản tại chỗ mà được bốc lên xe khác, sau đó được trợ giúp áp tải về trạm nầm cách đó 16 km để lập biên bản tịch thu dưới dạng gỗ vắng chủ. Biển số xe vi phạm thì không ai nhớ. Số gỗ này sau đó đã được phát mãi với giá cực rẻ. Người chỉ đạo thu mua không ai khác chính là Hải Quê. Đây cũng là một thủ đoạn không xa lạ gì, chứng tỏ sự móc ngoặc giữa kiểm lâm và lâm tạc. Một đầu nậu đã giải nghệ giải thích. Thỉnh thoảng các đầu nậu cũng cố ý thả cho kiểm lâm, bắt một vài chuyến gỗ lậu vô chủ, sau đó mua lại giá rẻ khi gỗ được phát mãi, nhập chung với một số gỗ lậu khác để biến tất tật thành gỗ hợp pháp. Vụ chạm nâm chỉ bị phanh phùi khi nhân dân phản ứng quá mạnh mẽ khiến thành trà tỉnh vào cuộc, huyện ủy họp bàn. Kết quả, chỉ trừ một anh chạm phó còn lại toàn bộ số kiểm lâm có mặt trong vụ việc đều bị đuổi việc, trong khi lâm tạc vẫn chẳng biết là ai để mà xử. Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn đã buộc phải nhìn nhận sai sót và soạn một bản giải trình nghiêm túc nhận khuyết điểm để công khai trước cử tri của địa phương do Phó Chủ tịch huyện Phan Thăng Long ký. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì văn bản vừa phát ra đã lập tức bị thu hồi ngay. Vì cho lực lượng công an tham gia về cáp giải, điện thoại di động của trưởng công an huyện Trần Mạnh Hùng đã nhận được từ Lâm Tạc một mẫu tin nhắn sặc mùi đe dọa. Ông nên đổi mới đi. Theo tính toán của những đầu nậu gỗ mà chúng tôi tiếp xúc, mỗi mét gối khố lậu ở xứ này, cao nhất đầu nậu cũng chỉ lãi được chừng 100.000 đồng, chưa tính số tiền phải bỏ ra để chung trì làm luật. Nếu chỉ làm rau nhờ buôn lậu gỗ, muốn gom được một tài sản 50 60 tỷ đồng trong 10 năm qua, Hải Quê phải buôn ít nhất nửa triệu mét khối gỗ. Đại gia nức tiếng Hà Tĩnh. Phóng sự trên được làm vào năm 2006, lúc đó Hải Quê đang là một ông trùm gỗ thực sự, được xem như là lớn nhất Việt Nam. Nhiều năm sau này, Hải Quê dần chuyển sang nhiều lĩnh vực làm ăn khác, từ khách sạn, nhà hàng ở rất nhiều thành phố lớn trên Việt Nam. Được biết hiện tại thì ông trùm này đang là một trong những đại ca giàu có nhất Hà Tĩnh. Trên đây là chân dung ông trùm gỗ hải quê khét tiếng nhất đất Hà Tĩnh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bảng. Xin chào và hẹn gặp lại.